Còn gì nữa không? Đâu còn nữa rồi anh. Thì xong rồi đúng không? Nhét rồi sau cái mặt nạ mới phi với cái gì đi. Máy bắt sổ mà anh gì? Khoan cút cho máy bắt sổ đúng không? Bữa gỡ ra anh nhớ à? Ờ. Em kêu mua anh chịu đó, nó gỡ đâu đó. Bằng trước đi rồi tính. Ráp sửa bàn giao cho anh Trung 18 nha cả nhà. Này có lớn vô làm chưa? Máy ép kêu nó hơi bằng hút trong như qua ê trong qua chưa? Nó là chủ đầu tư rồi. Nó đâu phải chủ đầu tư rồi. Quản lý.